mắc ngang này, tôi viết như thế này: đi check nhận trên này, kéo check xuống phía dưới, và chân của nó rất là quan trọng, đó là các bạn sẽ kéo nhấn, sau đó các bạn kéo nhả nhẹ ra như thế này nhé. Đó, bắt đầu chân thì chúng ta sẽ nhấn để sao cho mực nó ra đậm hơn, và bắt đầu thu bút về. Đây là nét mắc ngang. Đây, mắc ngang được viết, mình mô phỏng nó như thế này nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nét mắc ngang này. Nó sẽ ít được dùng đối so với chính mắc. Chúng ta sẽ phân biệt như sau. Đây là nét mắc ngang được viết ngang như thế này. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái nét mắc nghiêng, hay gọi là chính mắc, để viết dựng đứng lên trên nhiều hơn một chút nhé. Hiện đây các bạn có thể thấy được, mình sẽ phân tích cái cách viết. Đó, cách viết như sau nhé. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là nó sẽ chia ra một phần này, điểm khởi bút này. Thứ hai là phần thứ hai, là phần này là phần thân bút, hay còn gọi phần hành bút, thân nét nhé. Phần ba là phần chân, chân nét, tức là khi mà chúng ta nhấn mà chúng ta thu bút như thế nào. Đây là mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem. Đầu tiên thì các bạn sẽ khởi bút, các bạn sẽ đặt với một cái lực vừa phải. Đấy, khởi bút này, lực vừa phải. Đi nhẹ lên trên như này. Đấy, sau đó nhá, phần thân nét thì các bạn đi nhẹ, chắc nhẹ lên trên một chút, cũng theo có thể mượn thân của nét gắn gắn làm điểm khởi bút nhá. Đây, phần này này, cái phần nét gánh này, chúng ta sẽ mượn nó, mượn tạm nó nhá. Hơi chắc nhẹ lên trên một chút này. Đấy, sau đó các bạn sẽ chuyển hướng bút xuống phía dưới như thế này, sau đó nhấn ở đây, nhấn thì mực nó ra đậm nhá. Sau đó vuốt nhẹ lên trên, hơi chắc nhẹ lên trên một chút xíu nhá, hơi chắc nhẹ đi lên trên một chút, vì nét mắc ngang này khi mà kết hợp với nét ngắn góc phẩy của clip trước thì sẽ tạo ra bộ quay xước, tạo ra bộ quay xước này. Vậy bộ quay xước thì bây giờ mình sẽ phân tích thêm nhá. Bộ quay xước chúng ta sẽ được viết như thế này. Đầu tiên các bạn viết cho mình một nét chấm, chấm ngắn ở đây, sau đó các bạn viết một nét ngắn góc phẩy ngang gập này, uốn theo hình chữ nửa hình chữ S xuống phía dưới như này nhá. Sau đó này, chúng ta sẽ kết hợp nét mắc ngang nhé. Mắc ngang thì các bạn nhấn cho mình nhé, nhấn ở đây này, khởi bút của ngang ngắn ở đâu chúng ta sẽ viết khởi bút nét mắc ở đấy, mắc ở đây, hơi chắc nhẹ lên trên một chút đây, cái phần đầu này. Sau đó chạm vào tới cái mực xanh của nét ngắn góc phẩy rồi, các bạn bắt đầu kéo xuống phía dưới như thế này, nhấn và vuốt nhẹ lên trên đấy. Cấu tạo của bộ quay xước được viết như này nhá. Quay trở lại với nét mắc ngang thì ở đây các bạn cần chú ý tiếp phần lưu ý như sau, đó là khi mà các bạn kéo từ trên kéo xuống dưới thì các bạn check cho mình theo cái đường chéo này nhé, nhớ là phải chéo mà nó hơi cong nhẹ một chút như này nhé. Đấy, chéo chéo thẳng xuống phía dưới này theo một đường chéo như này. Sau đó đến phần chân thì các bạn nhấn, chỗ này sẽ là điểm nhấn này, và hơi bắt đầu nhả được bút, giảm dần và vuốt nhẹ lên trên, hơi chắc nhẹ lên trên một chút để nó ôm trọn cái bộ thủ phía bên trên, vì đây bộ quay xước này nó có kết cấu, đó là kết cấu bán bao vây, tức là bao vây phía bên trên ạ. Nó có kết cấu bán bao vây nhá. Vậy kết cấu bán bao vây trái và dưới như thế nào? Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn xem nhá. Ví dụ như là các bạn viết một chữ Hán phía bên trên như này. Đó. Sau đó viết một nét chấm ngắn này, ngang ngắn góc phẩy kéo xuống phía dưới như này. Đấy thì chúng ta sẽ hơi chắc nhẹ lên trên một chút để ôm chọn cái bộ thủ phía bên trên như thế này nhá. Tiếp theo thì cái lỗi cơ bản khi mà các bạn viết nét mác nó hay bị xảy ra như sau, đó là khi các bạn viết cái điểm khởi bút nó dài quá, sau đó cái điểm thân nét này thì các bạn viết ngắn quá, sau đó chân nét các bạn viết nó dài ra như này, nó sẽ thành hình dấu ngã nhá. Đấy, chúng ta sẽ không viết như này nhá. Thay vào đó các bạn sẽ phải viết cho mình cái nét thân nét này phải kéo dài ra hơn nhá. Dài ra hơn, và chân này kéo chách bút nhẹ lên trên như này nhá. Giảm được bút ở phần khởi bút nhá.
Tiếp theo các bạn cần chú ý giúp mình nhé. Đó là cái nét bắc ngang này thì cái phần thân nét này sẽ được chia làm thêm, tức là về phần kích cỡ mình đang nói ấy, nó sẽ là tầm khoảng 3 phần. Thì đây nó chỉ là một phần và đây là một phần. Thân nét của nó sẽ là 3 phần, khởi bút là một phần và chân nét là một phần nhé. Các bạn cố gắng lưu ý giúp mình nhé.